Chào bạn. Thì hôm nay là quá trình em hoàn thiện xong xe rim Thái 86068. Chào bạn. Thì cũng câu nói như thường lệ, dọn mới xe rim Thái bao nhiêu tiền? Thì trong năm 2023 này em dọn mới rim Thái là từ 75 cho tới 90 triệu tùy theo tình trạng xe. Tùy theo tình trạng xe nha, và xe đẹp xe xấu gì nó cũng rớt trong khoảng đó. Đó, ví dụ những cái xe nát mà bỏ hết luôn thì nó cũng như vậy. Mà cái xe đẹp giữ lại nhiều đồ nó cũng trong khoảng đó. Thì anh em sẽ đặt ra câu hỏi là giữ lại những gì. Thì dĩ nhiên là mình phải trả ra mình mới biết giữ lại những gì và có giữ lại đồ nha. Với thêm một cái nữa, phụ tùng thay thế là gì? Phụ tùng thay thế là phụ tùng Vinh chính hãng Honda mới, của Thái có, của Việt Nam có. Rồi thì bây giờ mời các bạn coi sơ qua xe này. Xe này thì chủ xe mua cái xe này để lấy biển số 86068. Đó, thì xe này là đúng bài thuốc Đức Huệ. Đức Huệ, Đức Huệ đó các bạn, Long An đó. Là đang là máy 12 ly 54. Nghe nói vậy thôi chứ chủ xe nói vậy đó. Bây giờ mình gỡ ra mình coi thử. Là đang gấp MD xịn, bọc sơn MD xịn, cuộc MD xịn, bình 4 dít xịn luôn. Thì bây giờ mình gỡ ra, anh em nào có đam mê muốn mua lại gấp, cuộc, cà phê thì nói mình, chủ xe có bán bình xăng nữa, bình này kêu là bình 4 dít nè. 4 dít không phải là 4TRIEU đâu nha, mà là 4 dít là cái đít gài của nó các bạn, kêu là bình đít gài đó. Rồi thì bây giờ xe này mình y như là bỏ hết rồi. Tại vì xe này gấp đồ mình phải trả giờ gấp rim Thái, cà phê rim Thái. Đó, phuộc này để coi phuộc rim Thái hay không, còn đùm và má đùm trước sau là bắt buộc là phải bỏ hết để trả về lại đùm rim Thái, má đùm rim Thái. Rồi em cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì giờ em sẽ đã xe này ra. Cái xe này là chính xác là bỏ hết, giữ lại đúng lắp số luôn, bởi vì xe phần máy á, thì làm độ dên đồ độ đầu lòng độ thì bắt buộc là phải trả giờ là dinh hết. Máy nắp lóc này không còn là nắp lóc của rim Thái nữa mà nắp lóc super đó. Còn không biết thùng xăng đồ giữ lại được hay không. Rồi thì bây giờ tất cả đồ cũ của xe 86068 này em bỏ hết. Đó, các bạn thấy lóc số thì người ta làm độ á, thì người ta móc rất là lớn ha. Thì giờ em sẽ về lại dinh luôn, trả về lại dinh hết nè. Làm gì mấy thuốc này lấy đồ dinh làm lên á, giá thành nó cũng rẻ lắm các bạn. Đó, tất cả những cái này đang lấy đồ dinh làm lên hết. Qua lăng, qua lăng thì lên lưỡi 6 cục rồi ha. Rồi, bình 4 dít trong hình này mình có bán luôn nha. Anh em nào mua thì alo. Cốp 1 món, 2 món, 3 món, 4 món, 5 món, 6 món, 7 món, 8 món, 9 món, 10 món, 10 món đồ nhựa. Cặp phuộc, chấn 3, ghi đông, ghép máy, viền đèn, chống đứng, gấp. Rồi chào các bạn, thì xe rim 86068 thì xe này em sẽ dọn là màu xanh của rim 2. Thì ở đây, đây là cái bịch này là nó chưa xé nè các bạn. Thì ví dụ mỗi lần mà các bạn thấy mình dọn một chiếc xe rim á mà với một cái màu sắc lạ, ví dụ như là màu xanh limited, màu đỏ, màu trắng hoặc màu đen, thì liệu những cái màu sắc, màu sơn đó mình sơn có đúng màu hay không? Thì tại sao mà mình mạnh dạn, mình hào hùng như vậy? Thì xin phép thưa với các bạn luôn, đó cái này chưa xé nè. Mỗi lần như vậy thì mình đều sơn đúng màu, bởi vì mình sẽ mua một cái món tồn kho, mình lấy cái món đó mình gắn lên xe và mình cũng sẽ sơn trên cái xe mình theo cái màu đó luôn. Là mình sẽ mua một đồ mẫu để sơn theo màu mẫu đó thì cái xe mình mới đẹp. Rồi mời camera quay lại đây. Thì ở đây là một trong những ít clip mà mình rảnh mình quay. Các bạn thấy mã màu ZF này không? Cái mã ZF này là nó là mã màu xanh, mà là kêu là màu xanh tươi của xe rim Thái hồi xưa. Cái này năm khoảng 89, năm 89 cho chiếc xe rim này thì các bạn biết rất lâu rồi, khoảng 34 đến 35 năm. Cho nên là tất cả về bịch đồ ở bao bì đó. Đó là như vậy. Thì đây. Riêng về đời này nó sẽ có hai màu, một màu là ZM, một cái mã màu ZM và một mã màu ZF giống xe này. Thì ở đây em đang quay trong nhà, có thể nó tối, để lúc mà hoàn thiện xong cái xe này thì em sẽ đem ra sáng cho các bạn so sánh cái màu.
Đó, mã này em đang dọn xe này là màu sáng nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Chào các bạn. Thì hôm nay em tiến hành em ráp xe rim 86068. Những cái xe nào khách càng quen á thì em càng bớt nói à. Bởi vì các bạn nhìn món đồ đi. Có thể em bày đồ nhiều, bày đồ ít không quan trọng đâu, nhưng mà khi gắn lên xe mình đồng xương. Đó, thì mình làm kỹ hay không, đồ đúng đồ hay không. Chứ còn bây giờ nói nhiều mất hay. Đồ nhiều. Dụ quay món đồ này đi, ráp xe người ta ráp món đồ khác. Em chỉ tính là khi khách nhận được đúng tâm, đúng nghề, làm đàng hoàng, chất lượng có, xe đẹp, tỉ mỉ, hơn nhau từng món đồ trên xe là được. Tại sao? Ví dụ các bạn cũng dọn mới, nhưng mà em dọn là ra cùm công tắc HLB. Còn ví dụ các bạn dọn mới mà các bạn xài cùm lô, hoặc các bạn xài cùm rim thái mới giờ đâu bằng em được, đúng không? Rồi, những chi tiết nó không phải là hơn nhau vì tiền, hoặc là hơn nhau thằng này giỏi hơn kia, nhưng mà cái sự tỉ mỉ của mình trong đó. Ví dụ nè, cái gấp gấp là gấp như thế nào, hộp boe là như thế nào, đồng hồ là như thế nào, đầu đèn đồ mình tiền ít nè, nhưng mà mình ráp chỉnh chu, đầu đèn viền đèn đồ mình ráp ôm cho người ta hay không, cái đó mới quan trọng. Hoặc là chất lượng, ví dụ từng món nhỏ nhất như bạc đèn bánh đi đó, các bạn thấy bạc đèn bánh nè thì mình xài cũng vậy. Bạc đèn bánh NTN của Nhật. Rồi trước khi ráp mình có hình dung được là cái xe này sẽ đi bộ tem gì hay không, rồi mẫu nó như thế nào, màu sắc có đúng hay không nữa. Riêng xe này là tới giờ là sơn lại 3 lần. Tại vì xe này sẽ là màu xanh, nhưng mà nó không phải là xanh limited nha. Nó là xanh của rim 100. Nó khác. Xanh limited nó khác và rim có đời nó khác. Cái mã mà màu xanh rim thái nó hai mã là mã ZF và mã ZM. Thì mình sơn ở đây là mình muốn mã ZF là màu xanh sáng. Phát cho các bạn coi cái sườn. Bây giờ dọn cái xe đẹp hay không đẹp thì bây giờ không biết nè. Nhưng mà cái xe các bạn khi mà làm xong sẽ có một cái các bạn không cảm nhận bằng con mắt, mà các bạn cảm nhận bằng cái gì? Cảm giác của các bạn. Ví dụ như là các bạn ngồi lên cái xe có cứng cáp hay không. Quay bên hông nữa Phát, em đứng yên đó, em quay bên hông để mấy ảnh quay bên hông. Rồi chạy nó có bị hai hàng hay không. Dỡ lên luôn em, cầm lên luôn đó. Rồi mình đồng sườn bắp đồ có trả về lại hết hay không, những cái ốc gãy, những cái răng đồ có làm hay không. Rồi Phát khiêng cái sườn lên luôn, Phát bước tới đây một bước, bước tới đây. Rồi Phát lật ngược cái sườn lại cho bạn coi dưới bọng sườn mình làm. Sơn là sơn bên trong lẫn bên ngoài, bắp biết là trả về lại cốp đồ là dỗ cho nó ôm sát lại hết. Xe này bữa cốp hở rất là nhiều mà, và xe này người ta đang dọn lại cái xe rim super nữa, phải trả hết giờ lại rim thái, thật sự rất mệt, rất phiền phức nha các bạn. Và phải trả lại tỉ mỉ từng chi tiết, từng con ốc luôn. Rồi em cảm ơn các bạn, thì giờ em xin phép em thực hiện ráp xe này lên. Chào mọi người. Chào các bạn. Thì bây giờ em sẽ tiến hành ráp máy cho xe rim thái 86068 dọn mới. Thì như các bạn đã thấy, xe này là một cái xe Yendo bài thuốc 13 ly tay 3, cho nên bắt buộc là em bỏ hết từ đầu, và em chỉ giữ lại đúng cái lốc số thôi, để mà em trả và lại một cái máy dinh nguyên bản của rim thái. Thì giờ đầu tiên ở đây á, là do người ta làm 13 tay 3 rồi, cho nên là phần này người ta phay đó, thì em phải đắp hàng lại, xong em phay lại em xử lý và mặt lóc lại em trả và lại dinh hết, ống hơi máy cũng trả và lại ơn sâu lại nè các bạn đó. Còn ở đây thì em bít lại đó. Rồi tiếp tục là em rửa bằng tay rất là sạch hơn. Rồi đây là mặt đạn mới em đã thay vào. Còn riêng về cái lóc bên nồi á, thì em lựa chọn là em mua một cái lóc theo xe, miếng lon đen còn luôn đó, miếng lon đen này còn và mình vẫn rửa. Thì khi mà mình rửa thì nó xuất hiện những cái bông, những cái vân này nè các bạn đó. Rồi còn những cái này là bạc đạn mới, cũng mới vừa thay vào. Rồi ở đây dên á, thì em mua lại một cái dên rim thái theo xe. Thì khi mua lại một cái dên cũ theo xe á, đối với em á, em chỉ quan trọng là những đầu răng nó còn đẹp hay không. Có một số anh em lựa dên là đẹp theo trường phái là dên còn chạy được nữa, em thì không lựa theo trường phái đó. Bởi vì khi cái tay dên cũ á, các bạn ép tay dên lại á, thì đầu tay trên này nè nó dễ bị cháy lắm. Với lại đang đa số là sẽ xài ác bê tông cốt, cho nên là em thay lại tay dên mới. Bạc đạn thay bạc đạn NTN của Nhật. Số thì em thay một bộ số mới đó, số em xài một bộ số mới. Về nồi á, thì em sẽ thay full bộ nồi Super Rim hãng
là nó gồm lá bố màu đen nè, hai mặt nhôm nồi nè, rồi nguyên cụm nồi xốp rim nè, rồi cặp nhôm hú hãng mới nè. Và khi thay cặp nhôm hú hãng mới, cái câu hỏi mà anh em hay hỏi mình nhiều năm trước á, là thay một cặp nhôm hú hãng mới này nó có hết hú hay không, xin phép thưa với các bạn nó vẫn hú bình thường nha. Và riêng cặp nhôm này, anh em nào mà chơi quay rim á thì anh em nên phân biệt kỹ loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 gì đó. Trừ khi các bạn đi vô hãng, các bạn mua một cặp nhôm nồi hãng thì nó mới là đúng hãng. Chứ không có đồ hãng nào mà ví dụ đang trong hãng người ta bán cặp này gần 2 triệu đi, cái các bạn mua là với giá 400 ngàn hoặc 900 ngàn, nó rẻ một cách phi lý vậy thì không bao giờ có việc đó xảy ra hơn. Rồi bên nồi thì em sẽ thay luôn là cốt bằng số nè. Em thay mới nè. Cần và muỗng nè. Đó, em sử dụng là cần muỗng mới luôn. Cần muỗng thì em sử dụng cần muỗng 110. Đó, nó là 110 Thái Lan nè các bạn. Rồi em sử dụng cần và muỗng quay 110. Full bộ nồi thì sẽ rất là nhiều chi tiết thôi. Lá bố nữa. Lá bố này nên nhớ là lá bố chính hãng Honda màu đen nha. Nó là màu đen, nó có sợi cước sẵn, sợi bố sẵn trong đây, nó rất là bắt. Về phần lòng á thì em sẽ mua một cái lòng theo xe, em đóng lại. Và anh em hỏi em lòng đóng đi có ngon hay không thì em thấy bình thường, em xào đó giờ không sao hết, và nó ấm và nó khắc phục được nhiều cái nữa thì em xài. Có một số anh em á là sẽ mua lòng theo xe còn đẹp, đút vào thì em không theo ở đó, bởi vì nó rất là nhiều bất cập các bạn. Ví dụ như là các bạn mua một cái lòng theo xe còn đẹp nó 3 triệu 5 triệu cái lòng đi, thì khi mà cái lòng nó kêu các bạn dám sấy lên có một xong. Hoặc các bạn mua cái lòng tồn kho 8 đến 10 triệu đi, lòng với tóc bày tồn kho 8 đến 10 triệu đi, nó kêu các bạn có dám làm hay không. Hoặc cái nữa là các bạn mua cái lòng rim Thái mới hàng đô vợ, nó kêu các bạn phải xử lý làm sao. Vậy thôi cứ mua cái lòng theo xe làm lại là ngon nhất. Đầu thì mua đầu theo xe và em làm lại, em xài xúc bắp CNC. Thì như em hay nói với bạn, đợt này thì em đổi qua em xài xúc bắp CNC, cho nên là em không xài xúc bắp zin nữa. Bởi vì xúc bắp zin thì các bạn phải lên cốt lên đồ, thì xúc bắp CNC cũng vậy. Nhưng mà xúc bắp mà lên cốt đồ mình cảm thấy là nó không bằng xúc bắp CNC này về chất lượng và cái tiếng êm, độ êm của nó khi mà chạy xe nóng lên đó. Rồi em sẽ thay cam cò Thái cho xe này luôn, cam và cò em xài cam cò Thái đó. Còn khi mà ráp một cái rim Thái á, thì các bạn cần phải là có báo số. Báo số này thì là nhiều anh em không mua được nè. Các bạn cần là phải có một cặp báo số nè. Rồi các bạn những cái chi tiết mà lặt vặt rất là nhiều nha. Cái này là ắc cò, khi mà thay cam cò mới phải thay ắc cò mới nè, của hãng nè. Rồi tất cả xin phốt đồ mình làm á, đều xin phốt hãng hết nè. Đó, ron cũng vậy. Ron mình xài ron màu đen cho xe này. Đó, cục đề này mình thay một cục đề mới. Rồi lửa qua lăng thì mua qua lăng lửa theo xe nè, các bạn thấy còn đẹp dở sợ. Bộ qua lăng lửa rim Thái á, nó tùy vô cái độ đẹp của nó đó, thì nó sẽ mắc tiền hay rẻ tiền là do cái qua lăng và cục lửa này quyết định hết. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ em tiến hành em ráp máy xe 86068. Chào các bạn, thì hôm nay là quá trình em hoàn thiện xong xe rim Thái 86068. Thì xe rim này được em đưa từ xe rim Super trả về lại đúng zin của nó là xe rim Thái, bởi vì giấy tờ nó là xe rim Thái nha các bạn. Người chủ trước á, người ta sở hữu một xe rim Thái, người ta dọn thành Super, người ta làm bài thuốc, nói chung là người ta làm độ đi. Thì khi mà về lại tay em thì em trả nó về tất cả mọi thứ là của rim Thái và hồi phục nó lại thành đúng chất zin của một cái xe rim Thái, và để coi là rim Thái này sẽ là 1989 hay là đời thấp hơn nữa. Bởi vì cái vấn đề đầu tiên đó, các bạn dọn được một chiếc xe đẹp thì các bạn cần một bộ tem zin. Thì cái bộ tem zin ở đây á, là mình đang có khoảng 2 bộ, nhưng mà nó là của xe rim không đề đó. Và cái mã màu em chọn cho cái mã này là mã ZF, là mẫu mã màu xanh tươi hơn. Nó có hai mã ZS và mã ZF đó. Thì mời các bạn cùng mình soi kỹ vô phần màu sắc của chiếc xe. Ở đây thì các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là màu xanh này em đang thực hiện á là có đúng hay không, có sai gì hay không. Thì cũng xin thưa với các bạn luôn, riêng về màu xanh xe này á
thì em bắt cái người thợ sơn sơn lại xe này 4 lần. Xe này là trong hàng loạt xe biển số đẹp em đang dọn tại thời điểm tháng 6 năm 2023 này, thì xe này em dọn là đầu tiên á, nhưng mà lại thành cuối cùng, bởi vì vướng tới vấn đề là những cái màu sơn trên xe. Đầu tiên người ta sơn ra thì sơn bị lỗi, em cho sơn lại. Rồi thứ hai người ta sơn ra thì người ta sơn ra thành là màu xanh của Super Limited. Cái màu đó nó khác với màu này nha. Và lần thứ ba là người ta sơn ra cái mã màu nó tối. Em thì muốn lột tả khi mà các bạn coi được là ra nó mã màu đúng liền, là nó là của Rim Thái nhưng mà cái mã màu xanh tươi mới đúng. Và nó sẽ không giống là xanh Super Limited hay nó không giống gì hết. Nó gần giống như cái màu xanh của màu neo của anh Nam á. Neo 205, 206 nó gần gần giống như vậy. Đó. Thì ở đây là em hoàn thiện xong. Và quá trình pha màu của xe này thì khó khăn nhiều. Rồi. Bây giờ bắt đầu em vô. Em quay mình đồng sườn cho các bạn coi những cái dấu bấm điện. Những cái dấu bấm điện trên xe Rim này á, nó còn rất là rõ. Và được một cái may mắn là gì nè các bạn. Thì ở cái xe Rim này á, các bạn coi nè, từng cái dấu bấm điện này nó còn rõ lắm. Đó, trên đây cũng vậy. Nó sẽ có một số đời xe Rim á, chỗ này nó có dấu á, nhưng mà nó sẽ có một số đời là nó không có. Cái phần trên đây á, thì nếu mà cái xe nó xấu nó đẹp vậy đi, không bao giờ người làm đồng người ta làm lên được tới trên đây. Bất quá là người ta cắt là chỉ cắt ngang khúc này thôi nha, không bao giờ làm đồng lên được đây. Và trên đây nó khó, hiếm khi nào mà kêu nó mục hoặc nó hư lên tới trên đây lắm, trừ khi là tung xe thẳng vô đây hay gì thôi. Rồi giờ phần nội thất bên trong nè, thì các bạn sẽ lưu ý giùm em trước là chỗ đây nó không có cái lỗ nha, nó không có lỗ giống giày để bắt cao su sườn đó. Bởi vì sao em nói vấn đề này, thì để có dịp em review thêm một cái xe biển số là 4567, thì ở xe đó là xe đó rim đời thấp, là rim đời là cái số máy của nó chỉ có 4 số thôi. Ở trên phần khung sườn nó sẽ có thêm cái lỗ dày. Còn cái xe rim này là xe rim đời cao, rim 7 số, cho nên là cái sườn nó không có. Cái xe rim kia nó hiếm gặp, thì em review sơ trước đó để các bạn phân biệt. Ở đây là đời em thấy mới, bình ắc quy, hộp đựng bình ắc quy, nắp đậy bình ắc quy, tất cả là em thấy full mới hết. Cục sạc em thấy mới. Và trên cục sạc này là nó sẽ có một cái bát giữ IC nè. Đó, thì cái bát giữ IC này những cái xe rim đời thấp thì sẽ có. Thì cái vấn đề này em phải nghiên cứu, em đi sưu tầm cái bát này lại em gắn mới được. Đó. Rồi. Ở phần gấp, gấp này đồ nè, thì trước khi mà ráp sườn xe lên thì camera quay ở đây, gấp lóc chi tiết cục đề đầu lòng để cho khán giả người ta coi được. Bởi vì nếu mà ráp bẩn vô có thể phần lốc máy á, mình sẽ không có quay được rõ. Và trên xe này sẽ là những cải tiến về phần màu sơn của lốc máy nha. Rồi, hai camera ngồi ở đây. Để mình ngồi ở đây mình quay về phần cục đề. Qua phần cục đề này á, thì cục đề này là tay lựa chọn là một cục đề mới bình thường thôi, không có tồn kho gì hết. Nhưng mà tay có đem DC cái đít này lại nè, để cho nó hơi ngã về, nó giống với những cục đề tồn. Rồi, kèn em thay mới. Bình xăng con này á thì 88L là đúng bình xăng con xe Rim. Và những cái này nè các bạn, rồi camera quay ở đây giùm mình, GN5 luôn nè, từng cái sợi dây. Thì trên xe mình á thì nó sẽ có 4 sợi dây, dây ga, dây e, dây thắng, dây km. Thì nếu mà các bạn sử dụng đúng cái dây hãng á thì mỗi thứ nó sẽ mắc một chút. Một sợi dây như vậy nó không mắc tiền, nó có mấy chục ngàn một sợi, 80. Nhưng ví dụ như là sợi dây Hilep nó sẽ khác, hoặc là sợi dây lô nó sẽ khác nữa, mỗi thứ nó rẻ hơn một chút. Thì cái giá thành dọn tổng thể chiếc xe nó rẻ hơn nhiều. Còn ở đây từng thứ chi tiết nhỏ nhất mình đều ráp là đều là đồ hãng. Thì nó cộng lại thì nó sẽ cao hơn thị trường một chút, nhưng nó đem lại cái giá trị rất là cao về chất lượng và sản phẩm cho khách hàng của mình. Hộp OE này là hộp OE cũ em giữ lại nè. Hộp OE cũ này á là đây, các bạn coi có thể coi được những ống chấm bi của nó. Hộp OE cũ này là lúc mà người ta làm xe độ, người ta vẫn để cái hộp OE này luôn, người ta không cắt không khoét nên là mình tận dụng lại được. Đó là vẫn là hộp OE xài những ống chấm bi này. Riêng cái xe này là mình bỏ hết, mình thay mới lại toàn bộ, nhưng giữ lại đúng được cái hộp OE này là hộp OE đời thấp. Đó, cũng may mắn sao trên xe cũ của người ta là nó còn. Rồi,
dây điện sườn nè, dây điện cục đề, bình xăng đồ là mình thay full mới hết, lọc xăng đồ, dây xăng nè. Nhưng mà các bạn thấy đợt này sẽ là những cái mà chỉnh sửa thêm dựa trên đồ mới. Dây điện sườn á, thì em mua một bộ dây điện sườn mới, nhưng mà em đáp ứng nhu cầu chủ xe là anh hỏi có cách nào mà làm cho giống dây điện sườn theo xe hay không thì cũng được đó. Thì mình phải biết rõ là dây điện sườn dinh theo xe nó như thế nào, hoặc dây điện sườn tồn kho nó như thế nào. Có một số anh em hay nói là cái gì cũng nói tồn kho hết. Nhưng mà nếu mà không chơi tồn kho thì sao biết những cái chi tiết, những cái đặc điểm này để trả nó về dinh lại nguyên bản các bạn. Thực sự ở đây là khi mà mình dọn một món đồ tồn kho, nó phải lệ thuộc vào vấn đề là người khách hàng của mình nữa. Người ta có kinh tế, người ta yêu cầu mình làm thì mình làm mới được. Còn người ta không có kinh tế, người ta yêu cầu mình thì sao được, đúng không? Mình làm bất cứ món đồ gì là dựa trên nhu cầu khách hàng. Khách hàng cần, mình đáp ứng được hay không thôi. Chứ còn thực sự những anh em hay hỏi là ở đâu đồ tồn kho nhiều vậy? Thực sự là đâu có nhiều đâu. Cái số lượng người mà chơi những phụ tùng tồn kho nó ít. Và em là một trong những người không có đi theo cái hướng đó mà. Trừ khi nào các bạn thấy vậy, một năm vậy em dọn được có nhiêu xe tồn kho đâu, cao lắm xe hai xe hết, chứ không phải lúc nào có cũng để cho mình dọn tồn kho, đúng các bạn. Tiền không có, tiền khách hàng người ta không có. Cái mặt bằng chung mà người ta dọn một cái xe 70-80 triệu thì nhiều, nhưng mà cái mặt bằng mà để người ta dọn một cái xe mà 200-300 triệu thì ít lắm, hiếm các bạn, rất là hiếm đó. IC em thay mới, chớp xi nhan em thay mới, và đây nè em kiếm được con ốc này nè. Con ốc này là con ốc đầu dù mà nó có chữ trên đây luôn. Thì có cách nào mà camera quay rõ giùm mình? Con ốc đó là hiếm đó nha các bạn. Đó, hiếm cực kỳ. Còn các bạn đừng bàn giờ xe này ráp đúng hay ráp sai. Bởi vì tới cái đẳng cấp cỡ này là bắt buộc phải ráp đúng từng con ốc thôi. Từng con ốc nhỏ, từng chi tiết nhỏ cho chiếc xe của mình. Thì ở đây là em bàn giao phần nội thất bên trong. Và em sẽ về em cho tiến hành ráp hết. Ráp hết xong rồi em sẽ review cho các bạn. Thực sự tới bây giờ em muốn lưỡng lự là sẽ chưa biết dán tem gì cho chiếc xe này. Nó tem thì đang có hai bộ đó, cũng là màu xanh này luôn, mã màu tươi này luôn. Nhưng mà đang đắn đo rất là nhiều, bởi vì khi mà quét lên mình cái bộ tem thì có thể là cái xe nó sai hết. Đau đầu lắm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.